Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 76 trang 106 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 76, chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là đỉnh của một hình chữ nhật. Thì ở đây, cô giả sử ở đây là hình thoi ABCD có EFGH là trung điểm của các cạnh của hình thoi. Ở đây đầu tiên đó là cô xét hình thoi ABCD. Ở đây có EFGH lần lượt là trung điểm của các cạnh. Các cạnh ở đây đó chính là AB, BC, CD và DA. Vì lúc này E là trung điểm của AB, F là trung điểm của BC. Ở đây, vì E là trung điểm của AB, F là trung điểm của BC. Lên từ đây, các em sẽ suy ra được đó chính là EF là đường trung bình. Của tam giác ABC. Hay hôm nay chúng ta sẽ suy ra được ở đây là EF song song với AC và EF bằng 1/2 AC. Tương tự như vậy thì lúc này các em nhận thấy HG cũng là đường trung bình của tam giác ADC, đúng không các em? Ở đây chúng ta có vì H là trung điểm của AD, G là trung điểm của DC, nên từ đây các em sẽ suy ra được đó chính là HG là đường trung bình của tam giác ADC. Và từ đây các em sẽ suy ra được là HG thì sẽ bằng 1/2 AC và HG thì song song với AC. Vậy là từ đây thì các em sẽ suy ra được đó chính là HG, ở đây là do đó HG thì sẽ song song với EF và HG thì bằng EF, đúng không em? Hay từ đây thì mày chúng ta sẽ suy được đó chính là tứ giác EFGH là hình bình hành, đúng không? Ở đây tứ giác EFGH lúc này là hình bình hành. Vậy để trở thành hình chữ nhật thì mày tứ giác của chúng ta cần phải có một góc vuông, đúng không em? Quan sát ở trên hình thì ở đây các em nhận thấy này, chúng ta có EF song song với AC, HG cũng song song với AC. Vậy bây giờ thì cô sẽ đi chứng minh là EH sẽ song song với BD. Khi đó thì AC vuông góc với BD thì các em cũng sẽ suy ra được đó chính là EH sẽ vuông góc với EF. Vậy ở đây thì chúng ta có E là trung điểm của AB, H là trung điểm của AD,
Nên từ đây thì các em sẽ suy ra được ở đây của chúng ta, lúc này EH sẽ là đường trung bình của tam giác ABD. Từ đây suy ra EH là đường trung bình. Của tam giác ABD. Hay lúc này các em sẽ suy ra được ở đây là EH sẽ song song với BD. Mà ở đây chúng ta có này, mà AC thì vuông góc với BD, đúng không các em? EH song song với BD. Tiếp theo đó là EF thì song song với AC. Nên từ đây các em sẽ suy ra được đó là EH sẽ vuông góc với EF. Hay là lúc này chúng ta sẽ suy ra được ở đây đó là góc HEF là bằng 90 độ. Hình bình hành có một góc là 90 độ thì lúc này sẽ là hình chữ nhật, đúng không các em? Vậy ở đây các em sẽ có như sau. Do đó tứ giác EFGH là hình chữ nhật. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 76 trang 106 sách giáo khoa toán 8 tập 1.